Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục lên cho anh em một lít đồ anh em nhé. Đồ hôm nay sẽ khá là đẹp anh em nhé. Sẽ khá là nhiều đồ và cũng rất nhiều đồ thanh lý để gửi đến anh em. Đây anh em sẽ nhìn thấy một series các cái thớt dàn mình sẽ thanh lý cho anh em, kèm theo hai bộ dàn mini cực ngon anh em nhé. Và đây thì sẽ là mấy cặp loa. Anh em lưu một chút được số điện thoại của mình, bạn luôn vẫn đang góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776 và số điện thoại bạn luôn ở ngay bên cạnh là 0965673502. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào có thể alo cho mình hoặc luôn để biết thêm chi tiết về sản phẩm anh em nhá. Nhưng đợt này bạn luôn bạn ấy ốm nên anh em hạn chế gọi cho bạn luôn nhá. Gọi cho mình không được thì gọi cho bạn luôn. Còn không thì anh em cứ chủ động gọi thẳng cho mình anh em nhá. Không được thì anh em thể nhắn tin qua điện thoại hoặc có thể nhắn tin qua Zalo. Mình khi nào mình bận thì hết bận thì mình sẽ trả lời anh em. Ôi chơi anh em. Bắt đầu vào sản phẩm luôn anh em nhé. Thì đầu tiên mình sẽ đi cho anh em từ những cặp loa đã. Thì hôm nay như anh em nhìn thấy mình lên sóng cho anh em sẽ là 4 cặp loa anh em nhé. Ở cặp số 01. Đây anh em sẽ nhìn thấy đây là một cái cặp Sony anh em ạ. Một trong số những cặp Sony khá là VIP đi kèm cái bộ dàn Sony chơi ổ cứng anh em nhé. Thì xin thưa với anh em, con này là đen xì đen sũi luôn, rất là đẹp anh em nhá. Với màu đen thì nó đẹp chứ không phải là mình bảo cặp loa này đẹp, cặp loa này thì nó không đẹp anh em nhá. Loa thì nó sẽ được trang bị một con loa bát đường kính là 12 cm, gân lụa tẩm dầu anh em nhìn này, gân lụa tẩm dầu. Màng sẽ là màng giấy anh em nhá, đúng ở đúng giấy luôn. Đây. Nó sẽ có một vài vết bẩn anh em sẽ lưu ý một chút như thế. Ok chưa? Đấy. Đây. Bên trên này thì cũng là con chép anh em nhá. Con chép này sẽ là con chép thường thôi, màng giấy luôn. Đấy. Và chất âm này thì giải mít rất là dày và chất bát của Sony thì khá là ngon anh em nhá. Khá là ngon. Riêng Sony thì nghe tạc đa dạng nhạc được. Ok chưa anh em? Đây. Anh em để xem cặp loa. Đây. Loa phía sau đây. Đúng không? Công suất con này sẽ là không thấy ghi nhưng mà trở kháng là 8 ô anh em ạ. Đây, loa nó có những cái vết xấu ở đây anh em nhá. Có những vết xấu đúng không? Tụt hơi. Đây, nhìn xuyên bên trong sẽ thấy được cái củ từ loa bát nhưng nó tối lắm anh em, mình bên ngoài mình nhìn được chứ trong video chắc anh em không nhìn được, đúng không? Và với cặp loa VIP này, bình thường nó đẹp thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1 triệu tròn cho cặp này anh em ạ. Đấy, thường loa Sony nó khá là cao hơn so với những dòng khác. Nhưng mà cặp này thì phía sau nó xấu và hình thức nó nói chung là không được đẹp như anh em thấy đây, đúng không? Không được đẹp. Thì mình thanh lý cho anh em cặp này là 600 ngàn anh em nhá. 600 ngàn cho cặp loa Sony này, ok chưa? Và bên cạnh này thì anh em sẽ nhìn thấy đây là một thằng anh em ruột của thằng Sony, nó chính là cặp loa Aiwa. Và chất âm của Aiwa với Sony nó tương tự như nhau anh em ạ. Chất âm giống nhau khoảng tầm 90% anh em nhá. Tại vì nó cùng là một mà, cùng một thằng bố đẻ ra hai thằng con thì thằng em sẽ được nhận cái tài sản bé hơn là cái công ty Aiwa. Nó bé hơn Sony anh em nhá, nhưng mà các cái nội thất nó tương tự. Nó bao gồm có loa bát đường kính là 12 cm, cũng gân lụa tẩm dầu anh em nhá, bền vĩnh viễn với thời gian luôn. Màng sẽ là màng carbon. Anh em nhìn dấu núm luôn, con này không có núm. Củ từ thì to đúng một mặt luôn anh em nhá. Củ từ bọn này khá là to. Anh em nào về có thể bóc ra xem củ từ con này khá là bự luôn, đúng không? Bên trên này là con chép siêu tần của thằng Aiwa, hay gọi là thằng Sony cũng không sai, tại vì Sony cũng dùng con chép này luôn. Đây. Thùng sẽ được giả vỏ nhôm anh em nhé, giả vỏ nhôm. Đấy, phía sau đây tổng thể công suất con này cũng không thấy ghi, trở kháng là 6 ôm anh em nhé. Và mỗi thùng hơi cực kỳ to, phía sau thùng hơi con này to, có lót nhựa luôn. Con bên này Sony không có lót nhựa này, đúng không? Con này nó khá là cẩn thận, lót nhựa, có kẹp loa này, đúng không? Và cặp này thì mình cũng thanh lý cho anh em, cặp này chỉ có 580.000 thôi anh em nhé. 580.000 cho cặp loa Aiwa này và 600.000 cho cặp loa Sony bên này. Ok chưa anh em? Đấy. Anh em mình chơi cặp nào cũng rất ok. Những cặp này thì chất âm mình đánh giá nó chơi được đa dạng nhạc và cái độ bền nó rất là bền với những cái dòng loa gân gọi là gân lụa tẩm dầu này, không bao giờ sợ hỏng gân anh em nhé. Rất là bền, gần như là bền vĩnh viễn thời gian. Với những cặp 8 ôm như con này thì anh em có thể về ghép làm trợ lời karaoke. Rất là ok. Con này cũng có thể ghép trợ lời được. Con này 580.000 và con này là 600.000 anh em nhá. Video thanh lý mà, đúng không? Tiếp đến bên dưới này anh em sẽ nhìn thấy hai cặp loa Onkyo anh em nhá. Hai cặp loa Onkyo đều là hai cặp loa VIP của thằng Onkyo S9GX anh em nhá. S9GX. Thì mình xin giới thiệu cấu hình của con loa này như sau. Đầu tiên nó sẽ là đầu series 9, anh em sẽ nhìn thấy nó rất là to anh em ạ, nó khá là to. Và cái thùng của nó, phần thùng, vỏ thùng thì được phủ sơn PU toàn bộ anh em nhá. Đây là sơn PU chứ không phải dán đề can như thông thường đâu. Các cặp loa này đều dán đề can hết. Nhưng con này nó sẽ là sơn PU anh em nhé. Sẽ là sơn PU. Và con này sẽ được trang bị một con loa bát khá là lớn so với những dòng mini. Thì con này được trang bị một con loa bát là 14 cm, gân cao su zin. Màng sẽ là màng sợi keva anh em nhé. Núm sẽ là núm mũi đạn. Và con này sử dụng con dâu vảnh ở bên trên.
Bên trên này thì sẽ là con chép đôm tạo nên thương hiệu của thằng Onkyo, nó chính là con đôm dòng đôm 8 vít anh em nhé, tức là phần côn và phần cổ tử anh em có thể nhấc ra rời ra nhau được và anh em chập vào được thì nó như gần như là một hộp kín rất là đẹp luôn anh em nhé. Đây đấy, con này thì sẽ là con đẹp này, con này con đẹp, hiện tại mình đang để cho anh em cặp này là 1.600.000 anh em nhé, 1.600.000 với mất phía sau đây, tổng thể hai cặp phía sau anh em nhé. Công suất con này sẽ là 70W và trở kháng là 4 ohm, một cặp 140W và với thụt hơi xẻ rãnh mặt sau thì em biết rồi, bên trong nó sẽ được có thùng ma trận anh em, bên trong anh em nhé, và chất âm bát nó ra khá là âm tiếng, anh em nào mà nghe mà cần chất bát nhiều thì để gần tường nhá, để sát vào tường ấy thì chất bát nó ra khá là đầy đặn, và anh em nào muốn ít bát giảm bát đi thì anh em có thể để xa tường ra. Đấy, cái công dụng của những cái cặp loa thụt hơi phía sau rất là tiện. Và hiện tại cặp này 1.600.000 cho cặp đẹp này anh em nhé. Cặp bên này thì cấu hình giống y hệt, chỉ có mỗi cái là hình thức nó xấu hơn thôi. Đây như anh em nhìn xem, hình thức nó này, nó xấu anh em nhé. Mình dịch phía sau, đây, nó xấu này, đấy, nó xấu này, xấu đúng không? Nó xấu, đấy, nói chung là cặp xấu anh em nhé. Công suất cũng vậy, 70W trở kháng 4 ohm anh em nhé, trở kháng 4 ohm. Những cái cặp ở bên dưới này như kiểu cặp Onkyo này thì chuyên dụng để nghe nhạc anh em nhé. Những cặp này thì nghe nhạc rất là hay, tại vì những cặp loa trở kháng 4 ohm biên độ dao động của màng loa nó rất là lớn anh em nhé. Nó rất lớn nên là chất âm nó ra được đều, tức là các cái giải âm ở rất là sâu nó cũng thể lên được. Nên là mình đánh giá những cặp loa 4 ohm đánh giá nghe nhạc rất là hay. Ôi chơi nghe. Và riêng cặp này thì mình để cho anh em giá chỉ có 1.200.000 thôi anh em nhé. Cặp này là cặp thanh lý đầu 9 mà bán 1.200.000 là siêu rẻ luôn. Và con này là 1.600.000 này cho cặp Onkyo S9GX anh em nhé. Rồi. Thì đấy là cơ bản về 4 cặp loa. Và tiếp đến đây thì sẽ là những cái cục giảm mình sẽ thanh lý cho anh em với cái giá cực kỳ tốt anh em nhé. Đây anh em nhìn tổng thể không? Tổng thể bộ giảm. Đầu tiên là cái cọc số 03 này sẽ là 3 cái cục giảm Onkyo. Anh em nhìn nhá, Onkyo X7 anh em ạ. X7, 3 con đều là X7 tất anh em nhé. 3 con đều là X7 tất. Được chưa? Đây anh em nhìn tổng thể 3 con X7 hình thức thì cũng rất là ok. Đây không phải là vết xước đâu anh em nhé, đây là cái vết keo dán đấy, mình bóc nó ra đấy anh em, tẩy là sạch thôi, mình chưa có thời gian mình lau, tại vì hôm nay vừa mới bê được cái đống này từ kho lên phát là mình dồn ra đây luôn đấy. Thì xin thưa với anh em, tất cả ba cục này thì CD và MD đều không chạy nữa rồi anh em nhá, đều không chạy nữa rồi, mình đã dựng lại cho anh em, dồn lại cho anh em để test cho anh em, bao cho anh em cái chức năng chạy. Đầu tiên là sẽ chơi kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX anh em nhá. Ngoài ra thì sẽ nghe đài AM FM, FM sẽ đủ 108, anh em sẽ dò full đài Việt Nam được. Ok chưa anh em? Đấy, hai cái chức năng cơ bản mình sẽ bao cho anh em. Và với những cái dòng này thì xin thưa với anh em, nó sẽ đánh 4 con sò than anh em nhá. Đánh 4 con sò than luôn. Đấy, chất âm của nó thì mình đánh giá cực kỳ hay, tí mình test chất âm cho anh em xem. Test luôn, tại vì là nhiều anh em không tin tưởng về cái chất âm của bọn này thì mình sẽ test luôn cho anh em, chất âm bọn này rất là ngon. Đấy. Đấy. Hiện tại đây phía sau đây. Này, cục dàn rất là đẹp anh em nhé, những cục dàn này đều là những cục dàn đẹp thôi. Thì có hai cục dàn, thì một cục này là cái nhựa này nó xấu rồi, một cục này nhựa đẹp này, và một cục bên dưới cùng là rơi mất nhựa luôn anh em nhé. Nhựa này thì nó chỉ có tác dụng là nó chắn cái tản nhiệt của cái phần công suất thôi, còn lại thì nó chả ảnh hưởng gì cả, tại vì tính thẩm mỹ của nó thì gần như là phía sau không quan trọng anh em nhé. Đây, công suất của con này thì sẽ là 48W điện nguyên bản 100V và ba cục này sẽ đều made in Japan tất anh em nhé. Đấy. Hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm, gần như là full giải trở kháng rồi đúng không? Có một đường xúc điện out, optical in và out đây, nhưng mà thường những cái cổng này thì không sử dụng được nữa rồi anh em nhé. Anh em chỉ cần sử dụng những cái đường analog vào thôi. Đấy. Line in line out vào là vẫn sử dụng bình thường. Anh em kết nối điện thoại vào những cái cổng line in hoặc những cái cổng input của đường tab này hoặc là CDR này là đều sử dụng thoải mái luôn. Đấy. Kẹp anten 5 FM để phục vụ anh em nghe đài được anh em nhé. Kẹp anten vào một phát là nghe đài thôi. FM đủ 108. Đấy. Ok chưa? Ba cục này thì mình xin phép thanh lý cho anh em đồng giá là 650.000 cho một cục anh em nhá. Giá cực kỳ tốt thì đến hiện tại bây giờ rồi anh em ạ. Giá này là giá xả Tết rồi anh em nhá. 650.000 cho một cục. Bao anh em là kết nối điện thoại máy tính TV đánh cực kỳ hay anh em nhá. Đánh cực hay luôn. Đấy. Hiện tại nhá, anh em nhìn này. Mình đang kẹp cái cục cuối cùng này nhá. Cục cuối cùng này mình đang kẹp với chỉ có một con loa thôi. Một con loa Kenwood anh em nhá. Một con loa Kenwood. Và con loa này anh em nào mua mình bán luôn. Cái chiếc này đánh rất là hay luôn. Cái chiếc này mình bán lẻ cho anh em nào mua một chiếc này 500.000 anh em nhé. Tại vì nó đánh rất hay anh em ạ. Bát 12cm, gân lụa tẩm dầu này, màng giấy,
Đấy, bên trên là con chép đôm màng, gọi là màng nhựa của thằng Kenwood, chất âm giá siêu hay luôn, 500.000 một chiếc. Đấy. Đây mình sẽ test thử cho anh em nha. Đây. Anh em nào thích mua mà một cặp mà rẻ thì đây, 580.000, 600.000. Còn đây một chiếc này là mình phải bán 500.000 cơ, tại vì nó đánh hay lắm. Đây mình sẽ test luôn cho anh em. Giá cục dàn 650.000 nó đánh hay thế nào anh em nhé. Đây. Mono đã hay này rồi, anh em mà có hai chiếc kẹp vào nó còn hay nữa. Nhưng mình bán một chiếc này là 500.000 anh em nhá. Đấy, ok chưa? Còn lại thì cái đống này là 650.000. Đấy, cọc số 03 đồng giá 650. Tiếp đến là cọc số 04 thì xin lỗi anh em, con trên cùng này thì sẽ làm cục dàn nẻ của thằng Sony anh em nhá. Con này bên ngoài màn hình nó nhìn rất là đẹp. Đây anh em nhìn này. Đúng không? Nhưng mà trên video nó bắt đây, để xa ra nó không bắt được nét cái màn hình này. Bên ngoài rất nét anh em nhá. Đèn nền màu xanh, anh em phải có thể tắt cái đèn nền này đi thoải mái này, hoặc là đổi màu rồi thì phải, mình không nhớ rõ lắm. Đấy. Con này thì sẽ có các chức năng như sau. Con này là con Sony M35, một trong số những con khá là VIP của thằng Sony đấy, tại vì nó có chứng chỉ Sony Walkman này, này anh em nhìn này. Đấy. Chứng chỉ Sony Walkman. Con này sẽ các chức năng thì sẽ chưa bao gồm chơi cassette này, chạy tốt luôn anh em nhé. Cassette chạy tốt, bao chạy ngon này, MD chạy ngon luôn anh em nhé. MD chạy ngon, CD chạy ngon, nghe chưa? Kết nối điện thoại máy tính TV thì sẽ qua cổng line ở mặt trước. Đấy. Con này sẽ sử dụng là sẽ có kết nối cái cổng USB ở đây. Đấy, kết nối cổng USB ở đây. Anh em có thể sử dụng để cắm cái Bluetooth vào đây cũng được, cấp nguồn Bluetooth này. Hoặc là anh em cắm kết nối với cả những cái Walkman của thằng Sony hoặc là những cái máy nghe nhạc của Sony sẽ kết nối vào đây được để bấm nút này phát nghe trực tiếp luôn anh em nhá. Nhưng mà thật thực tế là cổng này rất ít sử dụng. Bộ nhớ USB mà anh em chép nhạc vào là nó sẽ không sử dụng được anh em nhé. Đây. Công suất của con này sẽ là 45W, điện nguyên bản là 100V anh em nhé. Hỗ trợ kẹp loa này, kẹp anten FM nghe đài này. Con này FM thì rất tiếc nó chỉ đến 90 thôi, AM thì vẫn phun giải bình thường anh em nhé. Hiện tại cục này mình thanh lý cho anh em chỉ có giá 699.000 anh em nhé. 699.000 cho cái cục này, chạy hoàn hảo luôn với cho anh em. 699.000 đấy. Tiếp đến bên dưới này thì xin thưa với anh em, ta sẽ là hai cái cục giải mã của thằng Onkyo đều rất là ngon. Thuộc cái series VIP của Onkyo, con này sẽ là con Onkyo N7X và con Onkyo N7TX anh em nhá. Hai con đều là màn hình xanh huyền thoại. Ok chưa anh em? Hai con này sẽ đều chơi MD. Và chơi con này sẽ chơi đĩa 2MD anh em nhé. Một dạng đĩa nén của MD. Thế là nó sẽ có đĩa đọc đĩa không. Anh em lưu ý với một chút là với những cái đầu 2MD nó luôn luôn như vậy anh em nhé. Nó luôn luôn như vậy. CD con này thì sẽ chơi CD là chạy mắt 213, Sony 213 đấy. Thì rất là lành anh em nhé. 213C rất dễ thay thế. Và hiện tại tất cả những con này CD đều đọc rất là ngon anh em nhé. CD đọc chạy bao ngon luôn. Hỗ trợ một cổng line out mặt trước, và với những cái cổng line in ở mặt trước này thì sẽ có cái mạch pre để nâng tiếng anh em nhé, sẽ cho chất âm nó sẽ dày hơn khi anh em kết nối từ thiết bị như điện thoại vào. Đấy. Ngoài ra thì giải mã 24 bit ở trên con này siêu hay luôn. Xin lỗi anh em, không khác gì CRD1 luôn. Bởi vì cái mạch giải mã thì nó sử dụng chung một chip giải mã CRD1, nó chỉ gọi là những cái phần linh kiện ở đầu vào và đầu ra ấy, thì nó không cao cấp bằng thôi. Thế là anh em thường đánh giá những cái mã cao cấp kia nó hơn. Còn con này thì nó hơi gọi cũng kém hơn một tí thôi, nhưng mình đánh giá là 19-10 vẫn đánh rất hay. Và cục dàn thì đánh được cả những cặp loa bass 25cm trở về, đánh rất là ok anh em nhá. Với công suất là 4 con sò tha anh em ạ. 4 con sò tha. Đây. Công suất con này thì sẽ là 46W, điện nguyên bản 100V, made in Japan tất anh em nhá. Đấy. Hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 4 đến 16Ω, phun giải trở kháng, súp điện ao này. Kẹp anten FM phụ nghe đài này, những cái mặt dòng mặt xanh đời cao này chỉ đến 90 thôi anh em nhá. Các đường line in đầy đủ này, và có cả optical in như mình vừa nói rồi đấy.
giải mã 24 bit anh em nhá. Ok chưa? Đấy. Hai con. Và hiện tại hai con này thì mình xin phép để đồng giá cho anh em là 1 triệu 800 nghìn cho một con anh em nhá. Anh em nào lấy con nào cũng vậy, đều là đồng giá 1 triệu 800 nghìn. Ok chưa anh em? Đấy. Thế đấy là cơ bản về các cục dàn và cặp loa mình đã giới thiệu hết với anh em rồi. Và có một chiếc loa rất là độc này, mình sẽ để cho anh em giá là 500 nghìn một chiếc. Ok chưa? Đấy, mình thích bán như vậy, nhiều anh em cứ bảo là tại sao tôi thích bán như thế, đúng không? Vui vẻ thôi, mình chỉ nói vui thôi, đúng không? Và tiếp lên đây thì sẽ là một bộ dàn mini rất là VIP của thằng Denon anh em nhá. Con này nó sẽ là một con hiếm hoi của thằng Denon mà chơi DVD. Nó chính là con Denon ME55DV và con này về full cả bộ luôn anh em nhá. Thì các chức năng của con này sẽ như sau. Đầu tiên là với cái form mặt gọi là quá quen thuộc của thằng Denon với anh em mình rồi, đúng không? Form mặt đối xứng hai bên này anh em nhìn, đối xứng hai bên phần nhôm thì cực kỳ dày anh em nhá. Phần nhôm siêu dày luôn. Đấy, phần nhôm anh em nhìn mặt nhôm nó rất là dày anh em nhá. Đây, phần lưng đây. Đấy, đẹp, nói chung con dàn này là một trong số những con dàn đẹp rồi anh em nhá. Chơi MD đọc ghi tốt này, chất âm của MD bọn này thì cực kỳ đỉnh luôn anh em nhá. Chất âm MD đỉnh. Và con này sẽ giải mã, sẽ sử dụng cái con chip giải mã PCM ở trong MD luôn và nó giải mã ra chất âm cực kỳ hay anh em ạ. Đấy. Màn hình thì sáng đẹp này, chơi đĩa CD, DVD, VCD đọc tất cả các loại đĩa, MP3 thì đọc hết anh em nhá. Thì con này sẽ được cái tích hợp với công nghệ rất là giá trị, chính là công nghệ ProRes Scan, là quét đa phân luồng trên mặt đĩa. Anh em nào đã biết cái công nghệ này rồi thì cái công nghệ này nó được trang bị ở những con CD khá là ngon anh em nhá. Thì khi anh em mình có công nghệ này vào thì cái phần tiếng nó ra rất là mịn tiếng, nó sẽ tương đương với cả những con CD cao cấp khoảng 5-7 triệu là chuyện bình thường anh em nhá. Nhiều anh em cứ hỏi là tại sao nó cao cấp như thế thì mình xin thưa với anh em, có những cái công nghệ độc quyền mà nó tích hợp vào đây, hãng nó mất rất nhiều tiền để nó mua cái công nghệ về để nó trang bị những thiết bị của nó. Và với những cái con dàn mini nó luôn luôn được sự ưu ái từ nhà sản xuất. Tại vì là dàn mini bây giờ đang là xu hướng anh em nhá. Xu hướng đấy. Đến hiện tại bây giờ đến bên Nhật Bản họ không sản xuất dàn chung và dàn đại rất là lâu rồi, họ chỉ chuyên vào những cái dòng dàn mini như này thôi. Tại vì nó có một cái chất âm này. Từ khi mà những cái đồ âm thanh phát triển gần đây thì những cặp loa nhỏ này nó đã cho mình cái chất âm rất là hay rồi, chứ không như ngày xưa nữa. Như ngày xưa những cặp loa nhỏ nghe nó rất là bình thường. Đến bây giờ thì nghe rất là hay rồi anh em nhá. Đấy. Với những cái cặp loa như thế này thì anh em có thể hoàn toàn chơi tốt ở những phòng diện tích khoảng tầm 40m² trở về rồi. Với những diện tích chung cư anh em mình có thể nghe rất là hay ở những cái phòng khách nhỏ, phòng ngủ, phòng làm việc rất là ok. Đấy. Rồi, tiếp tục về chức năng của con này. Thì con này sẽ có bao gồm chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt anh em nhé. Đầu tiên là super bát này, tiếp đến là bát này, chép này, và đây là chế độ direct như bộ âm ly chuyên nghiệp luôn anh em nhá. FM của con này sẽ đủ 108, anh em sẽ dò full được tất cả các đài của Việt Nam luôn, đúng không? AM thì dĩ nhiên là phải full giải rồi. Đây. Các công nghệ được tích hợp trên con này sẽ bao gồm công nghệ chơi DVD này, chơi CD này, chơi đĩa MP3 này, đúng không? Ở đây nó không nói chơi VCD nhưng mà chắc chắn nó sẽ chơi cả VCD anh em nhá. Digital DTS này, công nghệ DTS Surround này, công nghệ Dolby Digital Pro Logic 2 này. Tiếp đến là công nghệ Dolby Vital Speaker này, đây là cái công nghệ giả lập loa anh em nhá. Đây, Vital Speaker này, đây Sitte là nghe hai loa này. Đây, giả lập đây này, Vital Speaker Reference này. Vital Speaker Wide này, cái chế độ gọi là cái giải rộng ấy anh em nhá. Rất nhiều chế độ. Đấy, các chế độ nhạc anh em có thể về tùy chọn. Cấu hình loa, à xin lỗi anh em chưa nói giới thiệu hết. Cục dàn con này thì đánh rất là căng những cặp loa bass 25cm trở về anh em nhá. Rất là hay luôn. Nó đánh độ chi tiết và giải mid lên rất là dày. Anh em nào mà nghe thích nghe giọng ca sĩ nam ấy thì con này như kiểu giọng Tuấn Ngọc, Tuấn Nhước thì con này nó lên gọi là đặc cấp luôn anh em nhá. Hoặc acoustic hoặc nhạc châu Âu thứ thì dàn Denon thể hiện quá tuyệt vời rồi. Nó là một thương hiệu chuyên chơi dòng đấy rồi anh em nhá. Cấu hình loa thì như anh em mình thấy một con loa bass rất là to được trang bị cho con này anh em nhá. Sử dụng một con bass đường kính là 14cm, tính là khoảng tầm 15cm cả viền. Gân cao su zin, màng sẽ là màng carbon dạng sợi anh em nhá. Con này là sợi keva màu đen thì phải. Mình không chắc chắn lắm nên mình sẽ không dám nói với anh em nhá. Mình không nhớ cụ thể. Đấy, nhưng mà nó màng nó là dạng sợi carbon. Tiếp đến là núm côn rất là to anh em nhìn này. Đấy, nó này như thế này thì núm bên trong núm côn rất là to và phần gông bên trong nó như là những con loa khủng anh em nhá. Bên trên này thì sẽ được trang bị một con chép dòng đôm và đôm này là đôm từ Neo và nhập khẩu toàn bộ từ bên châu Âu về anh em nhá. Toàn bộ từ bên châu Âu về. Thế nên là chất âm của những cái dòng này nó tại sao nó nghe nhạc châu Âu rất là hay, tại vì nó sản xuất ra để phục vụ anh em nghe nhạc châu Âu. Đấy. Mình xin nhấn mạnh một vấn đề như thế.
thùng vách và loa rất đẹp anh em nhé, cả bộ này đều đẹp luôn. Đây, anh em nhìn tổng thể bộ da rất ok đúng không? Công suất của loa sẽ là 50W và trở kháng là 6 ohm, một cặp sẽ là 100W và như mình vừa nói thì nó sẽ chơi tốt ở những phòng diện tích 40m². Tiếp đến là cấu hình của cục dàn, công suất thì khá là lớn anh em nhé, 70W cho công suất của cục dàn. Nó sẽ gần như tương đương với những con âm ly mini mà dạng là cổ hồi xưa đấy, cũng chỉ chơi 70W thôi anh em nhé, âm ly dân dụng đấy. Điện nguyên bản là 100V, hỗ trợ phần tản nhiệt ở đây. Con này sẽ sử dụng hai quạt tản nhiệt, một quạt thấp từ bên này ra và một quạt từ bên trên chụp thẳng xuống anh em nhé, hất xuống đáy bên dưới. Đấy. Optical in để phục vụ anh em giải mã 24 bit. Tiếp đến là kẹp loa, hỗ trợ loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm. Kẹp anten AM FM để phục vụ nghe đài này. Sẽ có 32 đường xuất video. À 3 đường xuất video anh em nhé, 3 đường xuất video. Tiếp đến là optical out để phục vụ xuất tín hiệu ra bộ dàn âm thanh khác anh em nhé. Các cái đường lay in loud đầy đủ anh em ạ. Lay in loud đầy đủ, không thiếu bất kỳ một cổng nào anh em nhé. Ngoài ra thì sẽ có cái cổng gọi là xanh đỏ tím vàng để phục vụ em config thành bộ dàn 5.1. Đấy, nhiều anh em hỏi cái cổng system collect ở bên dưới là cổng gì thì xin thưa anh em, cổng này để kết nối khiển với những cái cục khác, ví dụ như kiểu cục súp, cục xiếc mà cần cái cổng tín hiệu thì con này sẽ xuất cái cổng tín hiệu ra súp anh em nhé, để sử dụng chung cho một con khiển được. Đấy, cái đấy là cơ bản về bộ dàn này. Và hiện tại mã dàn này mình đang để cho anh em giá bao nhiêu thì Denon ME đâu nhỉ, ME55DV mình đang để cho anh em với cái giá gọi là siêu tốt luôn, chỉ có 4.500.000 anh em nhé, 4.500.000 cho mã này, một trong số những mã hiếm hoi. À đâu, 4.300.000 thì xin lỗi anh em nhé, 4.300.000 cho mã dàn này, một trong số những cái mã hiếm hoi mà chơi DVD của thằng Denon, chất âm thì gọi là siêu hay luôn anh em nhé. Mình sẽ play thử nhạc để cho anh em nghe chất âm của con này. Bây giờ mình sẽ play nhạc luôn này. Đây, bài số 2 đi. CD đọc rất ngon luôn anh em. Đừng buồn nhé anh hỡi, cuộc tình nào không luôn xót xa. Một lần đã tan vỡ, đi lại từng vết thương, ôi sao tiếc ta. Từng chiều xuống em vẫn ngóng chờ, tình yêu sao đã phôi phai. Phút cuối tiễn đưa cánh sao lừa thương. Đừng sầu nhé anh hỡi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đau. Từng giọng hát xa vắng nhạt nhòa, tình đã chót trao luôn khát khao. Từng giọt nắng trôi hững hờ, gọi nhau trên lối đi xưa. Nhớ nhé anh giây phút mặn nồng, tình yêu đã đến. Rồi cho ta dòng lệ đắng cay. Tình thưa bão tố dù có tan ố, mộng đẹp xin giữ trong. Anh em thấy không? Những cái bộ dàn nó gọi là không gọi là quá đắt tiền, nó thể hiện những cái bài hát mà nó lên cực kỳ hay anh em nhé. Và khi anh em kết nối cổng quang từ Smart TV xuống đấy, mà chơi giải mã 24 bit trên con này đấy, thì xin thưa với anh em thì nó sẽ chơi gọi là như đĩa CD luôn anh em nhé, hay như anh em chơi trực tiếp CD. Và giá hiện tại con này chỉ có 4.300.000 thôi anh em nhé, cho một mã DVD cao cấp của thằng Denon. Tiếp đến bên này thì xin thưa với anh em một bộ dàn rất hiếm và ít khi về anh em nhé, chính là một cái mã gọi là Victor UXV10. Thì xin thưa với anh em, con này là một trong số những con tiền thân của loa màng gỗ và tiền thân của loa dâu quặp anh em nhé. Tại vì con này bên trong nó được trang bị một củ loa toàn giải dâu quặp là 10cm anh em ạ. Con này được trang bị như cặp loa toàn giải dâu quặp là 10cm. Nhưng rất tiếc là con này là e căng nó liền anh em nhé, e căng nó liền, không tháo ra được. Anh em nào về có thể cậy ra xem thoải mái, lại đậy vào thôi. Tại vì cái phần căng này nó sản xuất liền anh em nhé. Nó sản xuất liền, rất là tiếc về cái tính thẩm mỹ con này không được gọi là bóc căng ra để khoe củ loa, nhưng mà bù lại thì bộ dàn nó chơi rất hay anh em nhé, chơi rất hay. Bây giờ mình xin giới thiệu chi tiết về con dàn này sẽ như sau.
Đầu tiên thì anh em sẽ hoạt nhìn thấy nó thiết kế khá là độc lạ đúng không? Cái mặt dàn anh em nhìn nhá. Đây. Nó mở cửa ra như xe Ferrari luôn, đúng không? Mắt riếc rất dễ vệ sinh anh em nhá. Mắt riếc rất dễ vệ sinh. Em để tháo ra, lật cái đĩa ra lau mắt được thoải mái này. Đấy. Cửa đĩa nó xuống, anh em lưu ý đừng lấy tay gập anh em nhé, bắt buộc phải ấn ra vào bằng cái nút này, tại vì cái hệ thống cơ của nó anh em gập phát là nó sẽ rất dễ gãy bánh răng. Lưu ý một chút ở cái điểm đấy thôi. Đấy. Thì chức năng này sẽ như sau, đầu tiên là sẽ chơi đĩa CD rất là ngon anh em nhé, CD như anh em vừa thấy nó đọc zip bài lên rất nhanh đúng không? Chơi cassette anh em nhìn này, cassette bên trên này, nhưng mà thường cassette thì anh em biết rồi, máy cỏ thì mình không có thời gian mình bao và mình dọn cho anh em, thì anh em hết sức thông cảm giúp mình anh em nhé. Tiếp đến thì sẽ là chơi AM, FM và con này FM mình nhớ không nhầm. Đấy. Mình dò thử đài xem nó có đủ 108 không. Đấy. Đấy, đủ 108 luôn. Đủ 108 luôn anh em nhé. Dò full đài Việt Nam luôn. Đấy, ok chưa anh em? Có chỉnh được cái chế độ bát biết ở trên mặt này. Với công nghệ AH Pro này, một công nghệ nâng tiếng bát lên giống như cả lao lét ở những con âm đi dân dụng đấy. Thì con này cũng có được tích hợp với công nghệ đấy. Và cái công nghệ này thì nó sẽ cho âm bát của anh em mình nghe nó rèn tiếng hơn anh em nhé. Nghe nó dày hơn, rèn hơn. Và nó có cái độ như kiểu anh em nghe nó kiểu cảm giác dày, đầy tiếng ấy. Tiếng nó căng lắm. Tại vì sao mà cái công nghệ này nó được tích hợp ở trên rất nhiều trên những con Victor. Tại vì thường anh em đã biết rồi, loa toàn giải cái thế mạnh của nó là chơi những con nhạc tiết tấu chậm. Và cái âm bát thì không phải là sở trường của nó, thế là thành ra là nó tích hợp cái công nghệ này vào để nó sẽ được cho con này nó chơi được đa dạng nhạc hơn. Với cặp loa toàn giải này thì em có thể chơi được rất nhiều dòng nhạc với cái công nghệ này anh em nhá. Đấy. Thì đây là mặt trước của bộ dàn như mình vừa giới thiệu rồi, rất là hay và cục dàn nó khá là độc anh em nhá. Anh em nhìn bộ dàn về cũng khá là ok thôi, khá là đẹp. Đây anh em nhìn tổng thể này, công suất của loa thì sẽ là 26W, rất là lẻ anh em nhá. Chở kháng là 4 ohm thì em đã biết rồi, những cặp loa toàn giải thì thường chở kháng sẽ là 4 ohm và công suất 26W thì sẽ chưa tốt, những phòng diện tích gọi là tối ưu nó sẽ là 25m² trở về anh em nhé. Còn đánh cực kỳ hay luôn. Công suất của cục dàn thì sẽ là 45W, điện nguyên bản là 100V anh em nhé. Đấy, hỗ trợ kẹp anten FM để phục vụ em nghe đài và con này có thể dò đài trực tiếp trên mặt được. Hỗ trợ kẹp loa chở kháng gọi là thấp nhất của nó sẽ là 4 ohm, âm ly đánh khá là khỏe anh em nhé. Tiếp đến là sẽ kết nối thiết bị bên ngoài qua đường AUX anh em ạ. Một đường in và một đường A, ngoài ra sẽ có đường tín hiệu quang A. Ôi cho anh em. Đấy. Cơ bản con này thì để phòng ngủ thì khá là ok rồi đúng không? Và giá hiện tại của con này, riêng cặp loa nhiều anh em đã bán khoảng tầm 1.200.000 rồi và mình bán cả bộ này là 1.600.000 anh em nhá. Con này nó như con loa dâu quạc luôn mà anh em, như loa dâu quạc luôn. Anh em nào đã chơi dâu quạc của Victor thì sẽ biết được cặp loa dâu quạc Victor nó hay như thế nào. Nó là một trong những cái tiền đề để có thể là ra được những cái bộ loa màng gỗ sau này và chất âm của nó cũng gần như tương tự anh em nhá. Rất hay. Bây giờ mình sẽ play thử nhạc cái bộ dàn này cho anh em nghe. 1.600.000. Đây. Tiếng rất dày tiếng luôn. Toàn giải nghe rất hay anh em nhé. Cái độ tí tách cái này anh em nghe đêm cho thấy nó hay. Nắng đã tàn theo cuối ngày, dòng xe ngập trên đường phố, ánh mắt nào đang hướng về tìm ai hẹn ai cuối ngày, và riêng em đã qua thời mong chờ, cuộc tình vừa tàn như giấc mơ. Từ sau phần lời ca sĩ nó có độ rèn rất là hay anh em nhé. Tại vì cái loa tàn giải này nó có một cái đặc thù là khi anh em mình nghe những cái dòng nhạc tiết tấu chậm hoặc nghe dòng nhạc không lời, nó có một cái độ gì đấy nghe nó khác hoàn toàn so với ở những cái cặp loa gọi là khác ở trên thị trường, mà những cái loa có bát có chép thì nó khác hoàn toàn so với cả loa toàn giải anh em nhé. Loa toàn giải nó chỉ có một củ loa thôi, đảm nhiệm cả ba giải âm bát, mid, chép, và loa nghe nó có độ rèn rất là hay anh em nhé. Nghiện, anh em nào nghe toàn giải rồi nghiện luôn, xin thưa với anh em. Rồi, một mã dàn cuối cùng ngày hôm nay 1.600.000. Rồi. Rồi, video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi. Phải hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và mong là anh em sẽ luôn luôn có những cái ủng hộ đến Audio 89 phát triển hơn nữa anh em nhé.
Vâng, xin chào anh em.